Mỗi ngày bỏ ra 5 phút thoa viên thuốc nhỏ này lên mặt, da trắng bóc không tì vết, tốt gấp vạn lần đi spa. Viên vitamin E bé nhỏ nhưng lại có công dụng dưỡng da vô cùng tuyệt vời. Bạn biết không, vitamin E sử dụng trong làm đẹp chính là các viên vitamin E tổng hợp, thường được bán phổ biến ở các hiệu thuốc Tây dưới dạng viên nhộng. Dưỡng trắng da bằng vitamin E vừa dễ làm, không tốn nhiều thời gian công sức, lại có tác dụng vô cùng hiệu quả. Vitamin E vừa giúp dưỡng trắng da từ sâu bên trong, ngăn ngừa sắc tố melanin, giảm thâm sạm, vừa đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa da do tuổi tác, và quan trọng nhất, nó là biện pháp để giữ mãi tuổi thanh xuân cho làn da của chúng mình. Bạn hãy tham khảo ngay 3 công thức làm đẹp từ vitamin E dưới đây nhé. Công thức thứ nhất là chúng ta sử dụng vitamin E và sữa tươi. Bạn cần chuẩn bị là 1 viên vitamin E và 2 thìa sữa tươi không đường. Cách để bạn làm thì rất đơn giản. Bạn hãy chích viên vitamin E, lấy phần dịch ở bên trong, sau đó trộn phần dịch của 1 viên vitamin E này với 2 thìa sữa tươi không đường đã chuẩn bị. Bạn đánh thật đều tay sao cho dịch của vitamin E hòa quyện vào với sữa tươi để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Vậy là xong rồi đấy. Chưa đến 2 phút phải không các bạn, là chúng ta đã có ngay hỗn hợp thần thánh để làm trắng da đơn giản ngay tại nhà rồi. Cách để bạn sử dụng hỗn hợp này như sau. Bạn làm sạch da mặt, rồi lấy hỗn hợp chúng ta vừa làm, thoa đều lên toàn bộ khuôn mặt. Bạn vỗ nhẹ để hỗn hợp thẩm thấu vào sâu bên trong da. Sau đó bạn lưu lại hỗn hợp trên da khoảng 15 đến 20 phút. Cuối cùng bạn rửa lại với nước sạch là xong thôi. Mỗi tuần bạn hãy thực hiện 2 đến 3 lần và cảm nhận sự khác biệt rõ rệt của làn da ngay nhé. Chắc chắn là các bạn sẽ bất ngờ về sự thay đổi làn da của mình lắm đấy. Cách thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó là sự kết hợp giữa vitamin E và chanh. Hỗn hợp này vừa giúp loại bỏ các sắc tố sạm nám trên da, đồng thời giúp dưỡng da trắng sáng dần lên rất nhanh. Tất cả những gì mà bạn cần chuẩn bị chỉ là 1 viên vitamin E và 1 quả chanh tươi, rồi làm theo các bước sau đây. Bước thứ nhất là bạn cũng chích phần dịch của 1 viên vitamin E, sau đó bạn trộn với 2 đến 3 giọt nước cốt chanh và đánh đều tay để tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Nước cốt chanh có nhiều vitamin C, có khả năng tẩy trắng da rất nhanh, nhưng các bạn không được lạm dụng nhé. 1 viên vitamin E bạn chỉ cho 2 đến 3 giọt nước cốt chanh thôi đấy. Nếu như bạn cho quá nhiều thì không những không có lợi mà thậm chí là sẽ có hại. Bởi vì da trắng quá nhanh thì sẽ làm cho da bị bào mòn. Cách để bạn sử dụng hỗn hợp này cũng giống như ở phương pháp thứ nhất mà mình đã nêu. Bạn hãy làm sạch mặt như bình thường, sau đó bạn dùng bông gòn hoặc tay thấm đều hỗn hợp lên trên mặt. Bạn lưu lại hỗn hợp trên mặt khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước. Bạn lưu ý là ở phương pháp này, bạn không nên để quá lâu, chỉ khoảng 15 phút thôi, để tránh lượng axit mạnh trong chanh sẽ gây tổn thương cho da mặt bạn nhé. Phương pháp cuối cùng mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn đó là chúng ta dùng viên nang vitamin E nguyên chất. Cách đơn giản nhất để bạn làm đẹp với vitamin E mà không cần kết hợp với các nguyên liệu khác đó chính là sử dụng một mình viên vitamin E nguyên chất. Sau khi làm sạch mặt, bạn hãy cắt lấy dịch của viên vitamin E bên trong rồi thoa trực tiếp lên da mặt. Bạn massage theo chuyển động tròn đều, rồi đợi thêm khoảng 15 đến 20 phút cho dịch vitamin E thẩm thấu hết vào da. Cuối cùng bạn hãy rửa lại với nước sạch và dùng một viên đá nhỏ chà nhẹ lên để lỗ chân lông được se kín hoàn toàn. Cách này đơn giản nhất nhưng hiệu quả cũng tuyệt lắm đấy các bạn. Làm đẹp bằng vitamin E chắc cũng không còn xa lạ gì với các bạn nữa. Có thể nói, vitamin E đã trở thành người bạn đồng hành trên con đường chinh phục cái đẹp theo cách tự nhiên của trẻ em chúng mình. Ở video này, kênh Phái Đẹp đã chia sẻ với các bạn 3 cách đơn giản để sớm sở hữu làn da trắng bóc vạn người mê. Hy vọng video này của chúng tôi sẽ hữu ích đối với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Chúc các bạn luôn xinh đẹp. Đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật các video mới nhất bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.